Rồi, Đại Lúa xin chào mấy chú cô, một ngày mới tốt đẹp. Chúc cho mấy chú cô trúng mùa được giá. Đó là bữa nay thu hoạch lúa giống OM18. Cả lúa này tới ngày thu hoạch đó là 100 ngày, đúng 100 ngày luôn mấy chú cô ơi. Cái này mình lại đây cũng mấy vòng rồi, coi khuôn này năm công được bao nhiêu bao. Ờ, cái này chú xả giống nhiêu hả? 22 kg giống. Ừ, phân nặng không? 50 kg. Cái này giá bán 8.350 đồng với chú cô. Căng liền luôn hay là ngày mai mới căng? Cái dặn lúa đẳng mới bán 8.700 rồi đó. Dặn lúa đằng mũi vụ đằng này nè. Mũi vụ đẳng ha. Máy đang cắt phòng qua đó. Ờ, kế đó đó. Ờ, miếng đó bán 8.700 luôn. Ê, cái khuôn này bao nhiêu công chú? Khuôn này 5 công. 5 công ha. Rồi khuôn trong có cắt không? Rồi có đếm thử bao để lên máy cắt 5 công này nhiêu bao không? Vậy lát kiểm bao coi cái lúa này có năng suất cao không, công 18-19 bao gì không? Ngày hôm qua đằng kia là 15 đó. 15 hả? À, là 800 phải gu rồi. Ừ. Đây, cái giống lúa OM18 mấy chú cô ơi. Nói mình lõi xích xích vô đây mình coi cái bông lúa nó ra làm sao. Đó. Nói chung là lúa này thì cái vàng lá thì tới chín là nó cháy. Cái này cái giai đoạn lúc con chó me đỏ đuôi là chắc không có cháy gì nhiều đâu, cho nên lúa này dòm thấy bông nhiều. Mà lúa này là lép vàng luôn chú cô ơi. Lép vàng cũng nhiều mà bông này nhặt hạt cũng dữ ha. Bông này nhặt hạt cũng dữ, có lép vàng chứ không có lép đen. À, cái này là giống lúa OM18. Là cái kỹ thuật đi phân là dưới lúa giống. Nó còn thuốc thì nhiều lắm không nhớ. Tại vì bệnh nhiều mùa này à. Vụ 3 vụ thu đông. Là phân là 50 kg cho thằng công, còn giống là xả 22 kg cũng một công, là công tầm cắt 1296 m2 chú cô, 1296 m2 là cho một công tầm cắt, công tầm lớn mình đó, mình loại xích xích vô ngoài đó mà tiền đó, còn ở ngoài đó nó được bông nó trúng hơn, mình loại xích vô đây cho nên nó có thắt thắt, có bị cái đất này có bị cỏ chát, cỏ lông heo đó, ngay chỗ này đây cỏ chát cỏ lông heo đó. Là cái khuôn đất này chỉ 5 công thôi đó, 5 công tầm lớn mình đó, 1296 m2 là bữa nay thu hoạch là OM18. Là cắt xong mà thôi, bây giờ một lát nữa mình kiểm bao đi đó, lát nữa mình kiểm bao coi được bao nhiêu, là bao nhiêu bao mình vung bình ra. Hôm trước mình cũng vung bình đó 15 bao là cũng được là 800, trên 800 800 lẻ mấy ký đó, nó cũng xê xích luôn đó. Mấy người bán sau được này nè, đây về chở về sau dài dài cũng còn cao nữa. Cái này giá bán 8.350 đồng mấy chú cô.
Rồi còn một lối ra nữa là hết mấy chú cô ơi. Rồi mình kiểm 5 công này coi được bao nhiêu bao. Đó, đang chạy ra nữa là hết mấy chú cô ơi. Đó. Mà khu này lúa này cũng trúng à. Nói chung là vụ này nó trúng chứ thật sự không có trúng như mấy cái vụ hè vừa rồi. Đó, vụ thu đông vụ ba là 15 bao là trúng rồi đó. Chứ không có cao nữa. Ở khu đất này chi tôm An Giang luôn mấy chú cô. Chi tôm An Giang. Rồi mình có đếm bao rồi mấy chú cô. Đó. 66 bao. Đó, rồi ông chú ông chia ra đó, ông chú ruộng chia ra là công được 13 bao. Đó. Là chú nói là cũng được 700 ngoài. 13 bao. Chú nói bao này là từ 55 trở lên chứ không có dư. Là được 13 bao. 13 bao công 1296 mét vuông đó mấy chú cô. Rồi cũng xin nhắc lại đây là lúa giống OM 18 là đó, còn về kỹ thuật mần đi xả giống là 22 kg giống. Còn phân là 50 kg. Đó, còn thuốc thì nhiều quá không nhớ. Đó. Mà lúa này thì 22 kg là thấy cái gốc gạ nó thưa. Lúa này dòm cũng đẹp. Có quay mấy cái bông lúa rồi đó. Mà hiện tượng nó cũng có lép vàng. Lép vàng hơi bị nhiều. Đó, cho nên lúa nó tệ. Lép vàng bị nhiều. Bông thì dài, hột thì nhiều. Nhưng mà lép nó cũng nhiều. Cho nên lúa nó không có năng sức. Đây trở về sau là lúa còn cao nữa. Mấy chú cô có thể lên 9.000 một ký. Video đến đây là hết. Xem mà nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào, hẹn gặp lại.